đành ngàn tháng đủ qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng là mùa thu gió heo mây giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu lòng tham lòng thù hận sao kiếp người vương mơ lòng người thâm độc hiểm sâu hơi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình đường đời còn lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu hơi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình cho dù là ba có ý định về Việt Nam tìm kho báu thật, nhưng mà khi ba biết mẹ con bị bệnh, ba đã muốn trở về Malaysia ngay. Chính Trí Dũng là hắn đã ép ba phải làm chuyện này. Con nghĩ chuyện này là do Mạnh Cường sắp đặt thôi ba, vì đâu có ai điên mà đi lấy súng giả giết người. Sắp đặt sao? Mạnh Cường có thể muốn lấy lòng Kim Hằng đó ba. Con nghĩ cũng đúng, nhưng có một điểm không thuyết phục, phải xác định rõ mới được. Là điểm gì vậy ba? Là tại thời điểm đó Mạnh Cường có biết cái khẩu súng để mà chặn đường Kim Hằng là súng giả hay không? Điều này thì con không dám chắc, nhưng mà theo con, nếu Mạnh Cường có mang theo súng thì khi nguy hiểm anh ta sẽ bắn trả, chứ không dạy gì mà mạo hiểm tước súng như vậy được. Điều đó chứng tỏ là anh ta biết đó là súng giả. Con đừng có suy nghĩ chủ quan, đó chỉ là giả thuyết, còn thực tế thì phải được chứng minh. Bây giờ là phải có đầy đủ các bằng chứng chứ không phải là suy đoán được. Cho dù suy đoán của con gái rất sắc sảo, con hiểu chưa? Với lại là đâu thể nào nổ súng vô tội vạ được đâu con. Dạ, con biết rồi ạ. Ngày mai là sinh nhật của Thiên Lộc, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra. Nè, con phải hết sức cẩn thận nghe. Dạ. Mình phải tới nhà Thiên Lộc để nắm tình hình mới được. Nếu vụ ám sát Kim Hằng là thật, rất có thể bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho Thiên Lộc đâu. Anh làm rất tốt. Đây là phần còn lại của anh. Ha 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 ha.
Cảm ơn sư Cường nhiều. Đâu cần phải trịnh trọng dữ vậy chứ. Cứ gọi tôi là chú em hay chú mày như lúc trước là được rồi. Cái đó là chú nói á nghe. Anh đi đâu vậy? Anh có một chút việc ở nhà, anh về anh giải quyết. Em ở chơi đi, anh về trước nha. Khoan, em đang có một dự án định nhờ tới anh. Vậy hả? Anh tưởng không còn chuyện gì nữa chứ. Vụ gì? Dễ thôi. Ám sát tiếp. Chuyện nhỏ. Tưởng gì chứ. Anh nói rồi mà, diễn mấy cái vai đó anh làm cho chú cả đời cũng được. Lần này không có giỡn đâu, là thiệt đó. Thôi, anh không làm chuyện này đâu. Thôi, không được đâu. Thôi. Giỡn chút thôi, làm gì mà căng thẳng quá vậy. Vậy thì được. Bây giờ anh phải làm gì? Khẩu súng hôm bữa anh phải ta cẩn thận chưa? Ngu gì dữ. Ngay sau đó là anh dục luôn rồi. Tốt. Vậy nè, anh cứ tiếp tục tới nhà ông Tùng lần nữa. Và nhớ truy sát con Kim Hằng cho tôi. Trời ơi Cường ơi, sao em cứ dính tới nhỏ đó hoài vậy? Bộ tính hù cho nó tới chết luôn hả? Chuyện đó anh không cần biết. Cứ việc làm theo lời của em, rồi nhận cách C. Như vậy thôi, anh đừng có thắc mắc. Nhưng mà anh thấy còn thiếu. Đây là tạm ứng dự án mới. Chừng nào bắt đầu? Ngay trong tối mai. Tới lúc đó anh cần làm gì thì em sẽ phone cho anh sau. Ok, cảm ơn chú đã tin tưởng anh. Vậy thôi anh về trước nha. Ừ. Đi nghe em. Alo, em trai hả? Làm tới đâu rồi em? Bài em xong rồi anh. Em cũng đã săn được ảnh Kim Hằng luôn rồi. Chỉ cần anh đọc sơ qua là em bấm nút cho hiện thôi. Không cần đâu, anh tin mày. Cứ viết sao cho ly kỳ, hấp dẫn. Càng hay càng tốt. Dạ, vậy em cho hiện nha. Đề tài này cực hay. Các trang mạng khác thấy hot là tự động copy về ngay. Bài báo anh cần sẽ lan truyền chóng mặt. Ok em, em cứ đăng liền đi, đừng để chậm trễ nữa. Càng sớm càng tốt. Dạ được. Bao nhiêu anh?
chắn là đêm nay có biến. Chí Dũng nhất định sẽ ra tay với ba nhằm cướp đoạt tấm thảm đồ. Chí Dũng, ông hại tôi ra nông nỗi này thì tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu ông có ý định mà làm hại tới thằng Thiên Lộc với ông nội nó, nhất định là tôi không để yên đâu. Ba, ba cứ yên tâm đi, con trở lại đây nhằm bảo vệ tấm bản đồ, bảo vệ sự bình yên cho ba với thằng Thiên Lộc. Kim Hằng về nước tìm kho báu thiệt hả con? Con cũng không rõ nữa mẹ à. Nhưng hình như là vậy. Báo mạng đưa tin y xèo. Mẹ. Ê. Mẹ thấy Kim Hằng sao? Có đẹp không mẹ? Con á, đừng nói là con thích Kim Hằng à nghe. Con bé là tiểu thư, con của ông chủ, ba con đó. Thì con hỏi vậy thôi mà mẹ ha. Nè, khai thiệt ra, có phải là con mê con bé Kim Hằng rồi không? Con nói không có mà. Người con mê á là người khác kìa. Là Bạch Tuyết phải không? Mẹ thấy được đó. Con bé hiền lành, xinh xắn, lại dễ thương nữa. Mẹ chịu cổ rồi phải không? Nỉnh không à? Con đi lên. Cho ly nước mía đi anh. Có liền. Đây, nước mía của cô đây. Xin mời. Gọt như vậy á, biết chừng nào mới xong đúng không? Dạ. Có dao chuyên dụng đó, mà nó gãy rồi. Bởi vậy á, kêu bà đi mua từ sáng tới giờ á mà bà chưa có về nữa. Dạ. Đó, bây giờ phải làm gì nè? Có còn hơn không? Mà đôi khi á, người ta đi khắp thế giới để tìm thứ mà mình cần, nhưng hóa ra thứ đó nó đang nằm ở trong tay mình, phải không cô? Thôi cô uống đi. Tính tiền anh ơi. 5.000. Cảm ơn cô. Cô giỏi lắm. Ai chú ra. Ba.
Gì vậy? Nè, ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện gì? Cái thằng Châu Chí Hùng, con thấy nó có gì đó lạ lạ. Đặc biệt là con Azura, người Malaysia, bạn Kim Hằng cũng vậy luôn. Kim Hằng về đây chỉ gây thêm rắc rối thôi. Ba nổi tiếng lắm mưu nhiều kế, việc gì mà con phải lo ngại chứ. Con giỡn không có đúng lúc nha. Ông Tùng tạm thời dừng tìm kho báu là do không tin tưởng ai, kể cả ba và luôn thằng Tuấn Anh nữa. Cho nên ông phải chờ con nhỏ Kim Hằng về để tìm kiếm kho vàng này. Mẹ nó, cơm tới miệng rồi lại bị hất ra. Ba đâu cần phải lo tới sốt gió như vậy. Kim Hằng nó mới về, mà nó là đàn bà con gái nữa, đâu phải ngày một ngày hai mà nhảy vô húp được. Con trước sau gì con cũng bị thất bại thôi. Con á, con còn nặng hơn ba nữa, với cái tính á là coi thường người khác. Trời, ba này, ba cứ hạ thấp con không à, buồn mà ghê vậy đó. Nè, ba thấy không, ba sinh con ra cho con cái hình cao ráo thì ba phải đánh giá con cao chứ. Tại sao ba phải cứ suy nghĩ con thấp? Con im đi. Ba nói ở đây không phải là nói hình thể, mà ba nói là trí tuệ. Ba phải nói là con á, là trí tuệ con rất là thấp. Ba hễ mà ba nghĩ á, là ba tức lắm. Gì vậy? Mẹ đang ở dưới đó ba. Ba không thấy là công ty của con đứng nhất nhì Sài Gòn hay sao? Lúc nào ba cũng coi thường con hết. Con quên là ai đã cấp vốn cho con làm ăn? Thì ba chứ ai. Nhưng á, nếu con bất tài là cái số vốn đó tan thành mây khói từ lâu rồi ba à, đâu còn tồn tại tới giờ này. Con á, con y chang như ba hồi còn trẻ, đúng là ngựa non héo đá. Nhưng con phải biết, ba phải trả giá bao nhiêu năm giả điên giả khùng. Con thấy ba giả điên trước mặt mọi người không? Đặc bà có một thứ vũ khí rất là lợi hại, đó là sắc đẹp. Con phải cẩn thận. Mà ba nói vậy nghĩa là sao? Con bây giờ con đang đùa với lửa đó. Hai đứa con gái xinh đẹp, đó là Kim Hằng với con Bạch Tuyết. Tụi nó sẽ thiêu đốt con có ngày đó. Trời đất ơi, ba xuống phong độ quá đi. Con nhớ ngày xưa ba đâu có vậy đâu. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Sao ba nhát quá vậy? Thôi đi ra đi. Ông đi đâu vậy ta? Hướng đó là hướng tới nhà ông bá mà. Vậy là đúng như mình nghĩ rồi. Sắp tới ngày sinh nhật của Thiên Lộc, có lẽ ông đã phát hiện ra gì rồi đây. Thank you.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ ngành liên quan cần rút kinh nghiệm của những lần cải cách giáo dục trước đây để lần này xây dựng các đề án đổi mới giáo dục một cách căn bản và toàn diện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà. Nội, con qua nhà thu Hà chơi một chút nghe nội. Nội nghỉ ngơi sớm đi, đừng có chờ con. Chương trình hành động của chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết. Nhưng mà về sớm đó, đổi mới căn bản, toàn diện, sắp tới ngày sinh nhật và trao di chúc của ba con cho con liên quan đến kho báu, cho nên lành ít dữ nhiều, có rất nhiều kẻ dòm ngó, con phải hết sức cẩn thận. Các chuyên gia cũng đề xuất không sao đâu nội, không ai biết đâu, nội đừng có lo lắng quá. Con không nên chủ quan, sự việc xảy ra với Kim Hằng là một lời cảnh báo. Nỗi lo là mọi chuyện không dừng ở đó đâu. Mặc dù tấm bản đồ không có giá trị gì hết, cũng không hề có kho báu nào, nhưng chúng ta không được xem thường. Nhưng có rất nhiều kẻ xấu tin vào chuyện đó. Chúng sẽ tìm cách chiếm đoạt bản đồ của con. Vì vậy con phải hết sức cẩn thận. Dạ thưa nội, con biết mà. Con sẽ cẩn thận hơn. Thôi, con đi đi. Phát biểu kết luận hội họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ ngành liên quan cần tiếp tục lắng nghe các ý kiến. Thưa nội, con đi. Để ông ra mở cổng. Dạ. Cơ sở bám sát nghị quyết của Trung ương. Để làm sao đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng được mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu, thì xây dựng chương trình này cần có trọng tâm, trọng điểm và hết sức lưu ý đến hạn chế.